Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Video lần này mình xin giới thiệu đến các bạn những mẫu linh kiện mà các bạn có thể trang trí cho bộ PC của mình để giúp cho cái thùng PC của các bạn thêm lung linh hơn. Đặc biệt là những cái thùng PC mà nó hầm hố như thế này nha. Nếu mà chỉ là một chiếc thùng PC á, chưa trang trí gì cả, thì các bạn sẽ thấy nó rất là đơn điệu, nó chỉ là một chiếc vỏ thùng thôi. Chúng ta muốn nó đẹp hơn thì chúng ta phải gắn thêm những cái mẫu phụ kiện vào nha. Ở đây mình chỉ giới thiệu những mẫu phụ kiện đơn giản và trong phân khúc là tầm trung, không quá mắc tiền mà ai cũng có thể đầu tư được. Đó là tản nhiệt và quạt đối lưu để giảm tải cái luồng khí trong thùng của các bạn thôi. Thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu quạt tản nhiệt dành cho CPU, bao gồm là sẽ có tản nhiệt khí và tản nhiệt nước. Thì như các bạn thấy thì bây giờ mình sẽ có những mẫu tản nhiệt khí như sau. Thứ nhất là Cooler Master T400i. Những mẫu tản nhiệt này thì mình nói trước là nó sẽ hỗ trợ tốt tất cả các dòng socket, kể cả những dòng socket của Intel và cả AMD. Nên là nó hỗ trợ tốt tất cả các socket hiện nay nha. Các bạn dễ dàng gắn vào những cái mainboard bất kỳ thì nó rất là đơn giản. Với tản nhiệt T400i này thì tản nhiệt này rất là to, yêu cầu chiếc thùng của bạn phải có một cái độ rộng hợp lý thì chúng ta mới nên gắn những cái tản nhiệt to như thế này. Đi kèm với kích thước lớn thì một lợi thế của tản nhiệt to là giúp cho cái luồng khí nó được vận hành đối lưu hơn, nó tản nhiệt tốt hơn trên mainboard, trên socket của CPU nha. Thì T400i bên mình cũng đang phân phối, cái này bên mình đang bán với giá là 350.000 nha, của Cooler Master 350.000. Một cái dòng tản nhiệt thứ hai đến từ thương hiệu Zonbo. Đây là tản nhiệt với model CR1000. CR1000 nha. Như các bạn đã thấy trong những video hoặc hình ảnh mà bên mình đang bán những bộ PC thì tản nhiệt CR1000 và tản nhiệt Cooler Master T400i mình đang gắn rất là nhiều vào những dòng tản nhiệt này nha. CR1000 có một cái lợi thế là về mẫu mã. Mẫu mã của CR1000 thì tương tự như T400i, như các bạn thấy đều là fan lõi đồng tản nhôm rất là hầm hố và chắc chắn. Điều đặc biệt của CR1000 ở đây là chúng ta sẽ có logo của Zonbo ở phía trên. Logo này sẽ rất là nổi bật, đi kèm nó là tản nhiệt RGB tự động đổi màu. Theo xu hướng cũng như là phong trào hiện nay thì các bạn sẽ gắn tản nhiệt RGB rất là nhiều. Thì CR1000 là một trong những tản nhiệt đứng trong phân khúc RGB rẻ tiền. Tản nhiệt Zonbo CR1000 bên mình đang bán là 400.000 nha. Một dòng tản nhiệt khí rẻ tiền hơn nhưng mà vẫn còn đẹp, vẫn trang bị LED RGB, chỉ với giá là 200.000 là tản nhiệt của Masa Eco One. Tản nhiệt này vẫn hỗ trợ tốt tất cả socket của Intel và AMD. Dòng tản nhiệt này thì dòng tản nhiệt rẻ tiền, nếu các bạn đầu tư dòng tản nhiệt này thì vẫn tạo được cái điểm nhấn của thùng PC nha, chỉ với giá 200.000. Và không thể không kể đến tản nhiệt nước. Đối với tản nhiệt nước thì các bạn nên tham khảo qua các dòng tản nhiệt của hãng ID Kunlin. ID Kunlin nổi tiếng về tản nhiệt nước. Với model mình đang giới thiệu đây là model Zumlao 240X. Thì cái tản nhiệt nước này nó bao gồm hai fan tản nhiệt chính và một cái máy bơm. Với tản nhiệt nước thì các bạn sẽ được trang bị đèn ARB đồng bộ giữa máy bơm và fan tản nhiệt. Điều đặc biệt của hãng ID Kunlin là giữa máy bơm, fan tản nhiệt và sự thay đổi màu sắc của đèn nền thì chúng ta sẽ điều khiển dễ dàng qua những cái phần mềm trên máy tính để điều khiển cái màu sắc cũng như là tốc độ của quạt nha. ID Kunlin họ thiết kế hẳn những cái phần mềm để các bạn có thể đồng bộ màu sắc và tốc độ.
Thì với tản nhiệt này thì có giá là 1.750.000 nha. Tản nhiệt nước của ID Quinlin. Cũng hỗ trợ tốt tất cả các socket của AMD cũng như là Intel. Qua phần tản nhiệt thì mình xin giới thiệu tới phần fan trang trí. Fan trang trí thì chúng ta sẽ có fan của ID Quinlin với model là DF12025ARGB. Model này vẫn tích hợp tính năng đồng bộ với phần mềm. Các bạn có thể đồng bộ với phần mềm của ID Quinlin để điều khiển tốc độ quạt cũng như là màu sắc nha. Fan này có giá là 750.000. Đây là một bộ kit bao gồm 3 fan và sẽ tích hợp sẵn module điều khiển cũng như là remote để các bạn có thể điều khiển bằng tay nha. Một cái bộ kit thứ hai mình muốn giới thiệu đối với tản nhiệt mà trên fan á, thì có tản nhiệt của Gambauer. Đây cũng là một bộ kit bao gồm 3 fan. Thì tùy mỗi một cái hãng sản xuất chúng ta sẽ có những cái fan tương đồng với nhau và tùy từng giá cả khác nhau nha. VFB chúng ta sẽ có cũng có một cái mẫu fan là V206. Đây là những mẫu fan giá rẻ, nằm trong phân khúc khoảng hơn 300.000 một xíu. Hoặc thậm chí là nếu các bạn cần gắn đơn độc một chiếc fan vào chiếc thùng mà không cần phải gắn quá nhiều thì chúng ta sẽ lựa chọn tản nhiệt rời của VFB. Với những chiếc tản nhiệt rời như thế này thì nó chỉ có giá khoảng vài chục nghìn, thì các bạn dễ dàng tự tay gắn vào trên thùng nha. Các bạn lưu ý khi chúng ta gắn tản nhiệt bao gồm tản nhiệt CPU hoặc là tản nhiệt của thùng thì tùy vào kết cấu cũng như là kiến trúc thùng máy, mỗi thùng khác nhau thì các bạn nên điều chỉnh cái lưu lượng khí bằng cách là chúng ta phải bố trí một chiếc quạt là để đẩy khí ra một hướng và một chiếc quạt để hút khí vào một hướng nha. Cái này tùy kết cấu của thùng máy mà mấy bạn gắn cho phù hợp. Nó không có một cái quy luật chung nào đối với tất cả các thùng máy. Do vậy nếu mà các bạn có kiến thức về lắp ráp máy tính cũng như là lắp fan tản nhiệt thì các bạn có thể tự tay lắp cho mình những cái bộ fan mong muốn. Còn những bạn nào mà không biết lắp á thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí những cái fan tản nhiệt như thế này nha. Đây chỉ là một video cơ bản giới thiệu về tản nhiệt cũng như là fan trang trí của thùng cây. Mỗi chi tiết về những cái sản phẩm này cũng như là giá cả thì các bạn vui lòng inbox trực tiếp cho bên mình tại fanpage của Mỹ Tho Laptop nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua cái video này và hẹn gặp lại các bạn.